Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin liên quan đến câu chuyện về y tế. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 1, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ký công văn yêu cầu thu hồi toàn quốc 11 lô thuốc Myomethon. Các lô thuốc này đều được nhập khẩu từ Thái Lan và bị yêu cầu thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Được biết, thuốc được chỉ định ở người đau lưng cấp tính và trẻ khớp. Theo đó, thuốc Myomethon có chứa hoạt chất methocarbamol 500mg thuộc nhóm giãn cơ, tăng trương lực cơ. Thuốc được chỉ định ở người bị đau lưng cấp tính do co thắt cơ xương, cơ thắt cơ, gãy xương hoặc trẻ khớp, co thắt cơ do chấn thương hoặc kích ứng thần kinh sau phẫu thuật chỉnh hình vẹo cổ. Được biết, thuốc Myomethon có số đăng ký VN1739713. Các lô thuốc bị thu hồi có số lô từ 49U001 đến 49U011, sản xuất từ ngày 12 tháng 1 năm 2021 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, hạn dùng từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024. Lý do thu hồi được đưa ra là vi phạm mức độ 2. Việc thu hồi nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.